Thưa quý vị, sau khi Đà Nẵng bước vào trạng thái mới, cùng với các hoạt động được mở cửa trở lại, thì các địa phương đang khuyến khích kêu gọi đầu tư để khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là các sản phẩm chất lượng cao. Ghi nhận của phóng viên thực sự Đà Nẵng TV tại thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Mô hình nắm của anh Phan Văn Hùng, thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong là một trong rất nhiều mô hình được Ủy ban dân xã hỗ trợ cả về kinh phí và phương án xây dựng, Xuất phát từ ý tưởng tạo nguồn nắm ăn chất lượng cao và thương hiệu cho thị trường nội thành, anh Hùng đã đầu tư và mở rộng mô hình, tiến tới sản xuất thêm các loại nấm dược liệu như nấm linh chi, đông trùng hạ thảo. Thì tính ra bình quân thì lợi nhuận của từng loại nấm thì đối với nấm bầu ngư, nấm linh chi thì bình quân hàng tháng hai vợ chồng trừ chi phí xong thu nhập bình quân hai vợ chồng được 20 triệu riêng một tháng. Thuận lợi trong việc phát triển giữa mùa dịch, nhiều mô hình thậm chí còn tiến tới sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng ô cốp. Cái hướng của lãnh đạo xã sẽ nhắm tới là cái việc mà phát triển tổ hợp góc nắm trở thành là đăng ký cái sản phẩm OCOP mà trên địa bàn của xã và đó sẽ là một cái quy trình để chứng nhận cái sản phẩm này đạt tiêu chuẩn về chất lượng cũng như là về sản phẩm để nhằm là đáp ứng cái nhu cầu thị trường. Cũng như hiện nay thì chúng tôi sẽ có à, tiếp tục sẽ tìm những địa điểm mới để mà nhân rộng cái mô hình này ra. Lãnh đạo Ủy ban dân xã Hòa Phong cũng cho biết kể từ sau khi dịch bệnh dần được kiểm soát, chính quyền địa phương đã tích cực vận động kêu gọi người dân cũng như các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư và tái sản xuất, đồng thời hỗ trợ tối đa cho việc vận chuyển, tìm đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm nông sản, tương tự như phương án tiêu thụ nắm của cơ sở Anh hùng. Những đơn vị liên hệ những đơn vị có có nhu cầu mua, chúng ta sẽ sử dụng xe của địa phương và vận chuyển đến nơi cho những hộ tiêu thương, những hộ mà tiêu dùng để mà có cái nguồn hàng và giải quyết được cho nhân dân là Hậu dịch bệnh là thời điểm rất phù hợp để đầu tư sản xuất khi nhu cầu tiêu thụ tăng lên rất nhanh chóng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, cá nhân mạnh dạn rót vốn vào thị trường Đà Nẵng, tạo tiền đề khẳng định thương hiệu, tìm kiếm đối tác, tạo chuỗi cung ứng bền vững, từ đó góp phần làm khởi sắc hơn cho thị trường nông nghiệp, nông sản thời gian tới.